Xin chào anh chị, sau cái video mà em hướng dẫn sử dụng từ A đến Z cái xe Mitsubishi Xpander này thì nó còn một cái phần nhỏ nhưng mà khá là to và nó sẽ giúp ích cho cái việc giải trí của cái mẫu xe này rất là nhiều. Đó là cái phần màn hình. Thì cũng rất là nhiều anh chị mình hỏi em về cái hướng dẫn sử dụng chi tiết của màn hình. Nó những chức năng của màn hình là cái gì? Kết nối Apple CarPlay là cái gì và kết nối MMLink là cái gì? Thì trong video này em mình sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho anh chị mình những cái kết nối và cái cách sử dụng của toàn bộ cái màn hình giải trí của Xpander. Chào mừng anh chị đến với kênh của em mình Mitsubishi Long An. Rồi, đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn sử dụng chi tiết cái màn hình này luôn anh chị. Để sử dụng cái màn hình này thì ngoài cái việc mà anh chị mình sử dụng cảm ứng ở trong cái màn hình thì anh chị còn cái dàn nút bấm ở dưới đây nữa anh chị. Nút bấm này cũng là nút bấm cảm ứng luôn. Thì ngoài nút bấm cảm ứng ở đây thì mình còn sử dụng cái cụm nút bấm cơ ở bên đây nữa anh chị. Đây trên vô lăng. Trên vô lăng thì mình sẽ có cụm nút bấm này, thì mình sẽ có cái này là tăng âm lượng nè anh chị. Tăng âm lượng, giảm âm lượng. Cái này là nét bài, cái này là lùi bài, cái này là nét bài. Mod này là anh chị điều chỉnh giữa các chế độ phát, ví dụ như là USB, kết nối điện thoại hay là MMLink hay Apple CarPlay thì anh chị sẽ nhấn vào cái mod này. Rồi, tới đây thì mình sẽ có cái này là đàm thoại đánh tay. Cái này là đàm thoại đánh tay anh chị, còn cái này là ra lệnh giọng nói. Cái này là đàm thoại đánh tay thì mình sẽ có cái này là nhận cuộc gọi và cái này là ngắt cuộc gọi. Dạ. Rồi, tiếp theo thì mình đến với cái màn hình anh chị, đến với cái màn hình thì mình sẽ có cái giải cảm ứng ở dưới đây. Thì ở đây mình sẽ có nút giảm âm lượng nè. Nó rồi đây là tăng âm lượng. Rồi, nút đây là nút coi camera lùi. Đó anh chị mình nhấn vào đây sẽ camera lùi nó sẽ hiện lên. Ngoài cái việc anh chị mình vào số R thì hiện camera lùi thì anh chị mình nhấn vào nút này nó cũng hiện camera lùi lên luôn. Rồi tiếp theo cái này là nút sẽ quay về cái màn hình chính, là nút home anh chị để quay về cái màn hình chính. Đó, màn hình chính màn hình này. Rồi cái này là để phát nhạc nè anh chị. Cái này là để phát nhạc, để phát radio. Rồi cái này là để ra lệnh giọng nói, cái nút này với lại cái nút trên vô lăng này là hai cái nút này chung một cái chức năng. Nút này và lại cái nút này là chung một chức năng. Dạ, tiếp theo mình sẽ có nút này là cài đặt nè. Nó cài đặt thì mình sẽ điều chỉnh được cái màn hình. Ở đây mình sẽ điều chỉnh được cái màn hình. Thì đây nó sẽ có độ tương phản, độ sáng, rồi màu sắc rồi nè chị, ánh sáng nền các kiểu. Thì anh chị mình tùy vào cái thị lực của mỗi người thì mình sẽ điều chỉnh khác nhau để cho nó phù hợp nhất với mình có thể. Rồi tiếp theo mình sẽ có hệ thống. Hệ thống thì cái này vào mình sẽ chỉnh cài đặt chung là thông tin phần mềm và kho phục cài đặt ban đầu. Nếu mà trong lúc mình sử dụng mình có sử dụng mình cài đặt sai, mình không biết cách cài đặt lại thì mình nhấn vào khôi phục ở đây. Đó. Còn ở đây thì em chưa có cài đặt gì nên em không có khôi phục. Rồi, tiếp theo mình sẽ có giao có cái vùng. Vùng thì ở đây đặt mặc định nó sẽ là ngôn ngữ tiếng Việt và là sẽ đồng bộ GPS và thời gian sẽ là GTM cộng 7 theo giờ Việt Nam và định dạng giờ ở đây là đang là 12 giờ. Anh chị mình cũng có thể chỉnh lại được 24 giờ, anh chị click vào đó và đóng thì nó sẽ đổi về định dạng 24 giờ. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có giao diện người dùng. Giao diện người dùng thì nó sẽ có tiếng beep là khi mà anh chị nhấn vào nãy giờ em nhấn á, có nó có beep hay không thì anh chị mình nhấn vào bật tắt này. Nền thì anh chị chọn nền gì thì anh chị chọn như đây. Nó sẽ có rất là nhiều cái hình nền khác nhau. Dạ, rồi tiếp theo thì sẽ độ sáng khi sử dụng chìa khóa thì mình sẽ tùy chỉnh độ sáng rồi hướng dẫn bằng cử chỉ. Vị trí lái xe là mặc định người Việt Nam là lái xe bên phải. Rồi. Thiết lập các widget, widget này là những cái mục chính ở ngoài màn hình á thì anh chị có thể điều chỉnh được. Tiếp theo thì camera thì anh chị mình nhấn vào đây thì camera nó sẽ có hướng dẫn là bật, thông tin cảnh báo là bật, ngày cái này là camera hành trình nha anh chị, hành trình tích hợp vào trong cái màn hình này. Tiếp theo mình sẽ có âm lượng, thì mình sẽ có âm lượng nguồn, âm lượng tiếp nhận, âm lượng nhạc chuông, âm lượng ra lệnh giọng nói, âm lượng Siri thì tùy vào cái nhu cầu của anh chị mình chỉnh cái âm lượng này cho nó phù hợp với mình. Đó. Rồi tiếp theo thì anh chị mình ra ngoài màn hình chính thì cái này nó sử dụng tiếng Việt hết rất là dễ rồi anh chị. Khi anh chị cắm cáp vào sử dụng Apple CarPlay thì cái này nó hiện lên. Cái này là sử dụng Android Auto. Cái nguồn này là vô menu, MMLink là kết nối MMLink, còn này phát thanh này là FM. Đó, còn mình vô đây sẽ có rất là nhiều cái mục. USB thì anh chị mình sẽ chép nhạc hoặc là phim vô USB xong anh chị mình cắm vào cái cổng USB trên này thì anh chị sẽ sử dụng được cái mục USB này. iPod này thì anh chị sẽ kết nối bằng dây với iPhone nhưng mà không sử dụng chức năng Apple CarPlay thì nó sẽ là iPod này. Điện thoại thì anh chị có thể kết nối Apple CarPlay, Android Auto hoặc là kết nối bằng Bluetooth bình thường vẫn sử dụng được chức năng điện thoại này. Về âm thanh Bluetooth thì khi anh chị mình kết nối Bluetooth anh chị mình nhấn vào đây thì âm thanh Bluetooth nó mới phát ra. Đó. Rồi tắt AV là cái này là nó sẽ tắt cái chức năng AV anh chị, tắt cái chức năng AV. Dạ rồi, Dashcam. Dashcam này á là nó sẽ kết nối với cam hành trình. Ở một số chương trình khuyến mãi thời điểm trước thì nó sẽ kết nối được với cam hành trình luôn anh chị. Nhưng mà thời điểm này thì
chương trình khuyến mãi của Xpander không có cả tặng cam hành trình, nên chưa có lắp lên, nên là khi vào cam hành trình mình sẽ không sử dụng được. Dạ, còn tiếp theo thì mình sẽ có những cái mục giống như bình thường, ngoài màn hình chính mình sẽ có Android Auto, MM Link và đài phát thanh. Rồi, đầu tiên thì để em sẽ chia sẻ đến anh chị mình về cái kết nối Apple CarPlay. Thì để kết nối được cái kết nối Apple CarPlay thì anh chị mình cần sử dụng một cái cọng cáp anh chị. Cọng cáp ở đây. Rồi, tiếp theo anh chị mình sử dụng một cái điện thoại iPhone. Dạ. Rồi, điện thoại iPhone thì anh chị mình vào phần cài đặt giúp em nè. Để kết nối được Apple CarPlay, anh chị vào phần cài đặt, xong rồi phần Siri và tìm kiếm nè anh chị. Anh chị bật cái Siri này lên giùm em, nó nằm ở dòng 2 nè, nhấn nút sườn nó bật Siri cho phép Siri bị khóa. Thì sau khi bật Siri lên rồi thì anh chị mình tiến hành cắm cáp vào trong cái cổng cáp của cái xe. Thì anh chị mình cắm vào cái cổng cáp ở trên nha anh chị. Nó sẽ có hai cổng, cổng ở trên, cổng USB ở trên là để kết nối dữ liệu, còn cổng ở dưới là để sạc. Rồi sau đó anh chị mình sẽ cắm vào trong cái điện thoại và anh chị mở khóa cái điện thoại lên. Rồi anh chị mở khóa điện thoại lên thì chức năng Apple CarPlay nó sẽ tự nhận diện vào ở trong cái màn hình chính luôn. Đó, anh chị mình nhấn cho phép trên điện thoại, anh chị mình tắt cái màn hình, điện thoại vẫn sử dụng được. Đó, thì cái ưu điểm của cái Apple CarPlay này thì anh chị mình sẽ nghe nhạc được. À, cái cổng cáp nó hơi lỏng anh chị, cổng cáp hơi lỏng. Anh chị mình nên sử dụng cái cổng cáp xịn một chút xíu nha anh chị, thì nó sẽ kết nối ổn định hơn. Cái cổng cáp này của em nó hơi cũ, anh chị thấy hơi cũ nên nó hơi lỏng. Đó đi, thì với Apple CarPlay này thì cái ưu điểm là anh chị mình sẽ có thể sử dụng độc lập được giữa cái màn hình này với lại cái điện thoại, là anh chị mình có thể tắt cái màn hình điện thoại nó tối xuống, không sử dụng điện thoại mà ở trên đây vẫn hoạt động bình thường. Anh chị mình có thể coi được bản đồ, bản đồ nó, hoặc là anh chị mình có thể sử dụng Google Maps, anh chị mình có thể nghe nhạc được Zine MP3, anh chị mình có thể nghe nhạc được Spotify, và anh chị có thể cài thêm những cái phần mềm có cảnh báo tốc độ, ví dụ như là Home Map hoặc là Navitel các kiểu, thì anh chị mình cài thêm trong cái điện thoại mình thì nó nhảy vào đây. Đó, thì cái này nó sẽ có cái ưu điểm, nhắc lại thêm một lần nữa, so với kết nối MM Link thì cái này nó sẽ có cái ưu điểm là khi tắt màn hình điện thoại không có ảnh hưởng tới cái nguồn điện thoại thì cái màn hình vẫn chạy được, nhưng mà nó không coi YouTube được nha anh chị. Apple CarPlay không coi YouTube được, không phải là nó không coi YouTube được, vẫn có cách để làm cho nó coi YouTube được bằng cách mình jailbreak cái điện thoại của mình. Nhưng khi mình jailbreak cái điện thoại của mình anh chị, thì cái điện thoại của mình nó sẽ bị mất bảo mật. Giống như mình hack cái điện thoại á, thì cái điện thoại mình nó sẽ coi được YouTube, nhưng mà nó sẽ bị một cái là nó sẽ bị mất bảo mật của cái điện thoại mình. Điện thoại mình nó sẽ hoạt động một cách không có ổn định, và có khả năng là mình sẽ không sử dụng được những cái ứng dụng ví điện tử cũng như là những cái ứng dụng của ngân hàng. Đó, dạ, rồi. Tiếp theo thì ngoài cái kết nối Apple CarPlay này thì mình còn thêm một cái kết nối nữa mà trên màn hình anh chị mình thấy nó gọi là MM Link anh chị. Thì để sử dụng được cái kết nối này thì anh chị mình vào trong kho ứng dụng của Apple, Apple Store anh chị. Anh chị mình gõ giúp em cái từ MM Link, là anh chị mình phải tải cái phần mềm về anh chị. Đây, MM Link đây, em tải về cho anh chị mình xem nha. Rồi, MM Link. Dạ đây, rồi cái đầu tiên anh chị, MM Link nè, Deep Layout Audio có cái biểu tượng Mitsubishi Moto nè. Rồi anh chị mình tải cái phần mềm này về. Rồi, chủ máy nhận diện khuôn mặt giùm anh để anh tải cái phần mềm về. Anh chị đợi em xíu nha, để em mượn máy để cho bạn chủ máy bạn nhập cái Apple ID để em tải cái phần mềm về các anh chị. Tải cái app về cái. Có cái app thì nó mới sử dụng được anh chị. Dạ, có app thì nó mới sử dụng được. Dạ rồi. Rồi, sau khi tải cái app về thì nó đang quay cái app này anh chị. Anh chị đợi em xíu nha. Đang quay cái app. Rồi, trong lúc mà cái app nó tải về anh chị thì anh chị tiến hành kết nối Bluetooth với cái màn hình giúp em. Rồi, tiến hành kết nối Bluetooth với cái màn hình giúp em. Rồi, tất cả các nguồn đây anh chị. Rồi, vào trên màn hình anh chị mình chọn vào cài đặt nè. Anh chị mình chọn vào kết nối. Đây, anh chị kết nối anh chị mình chọn giúp MM Link. Đây, mất tiêu rồi. Để kết nối Bluetooth anh chị. Kết nối Bluetooth, chọn thiết bị. Rồi. Rồi anh chị, ở trên cái điện thoại của mình thì mình sẽ tiến hành kết nối Bluetooth vào trên cái màn hình của cái xe Xpander Premium này. Nó đang hiển thị thiết bị anh chị, đang hiển thị thiết bị như là cái này thì phải. Rồi em sẽ ghép đôi đây.
Rồi anh đây anh chị em chọn điện thoại một nè. Rồi anh chị mình chọn em Linh nè. Đó, rồi anh chị mình nhấn có vào đây. Đây nhấn có vào đây anh chị. Đó. Nhấn có vào đây. Rồi thì nó sẽ tiến hành kết nối Bluetooth giữa cái điện thoại và cái màn hình. Để sử dụng được cái kết nối em Linh này thì anh chị mình buộc phải vừa kết nối Bluetooth giữa cái điện thoại và cái màn hình, cũng như là anh chị mình cũng sử dụng thêm một cái dây. Dây zin nha anh chị, có chức năng truyền dữ liệu giống y chang như là trên Apple CarPlay anh chị, thì anh chị cũng cắm cáp vô đây. Đó, cắm cáp vào rồi anh chị mình chọn bên cái app em Linh ở trên điện thoại nè anh chị. Rồi anh chị mình coi hết các điều khoản giúp em rồi đồng ý ha. Rồi, đồng ý thì anh chị nhấn vào đây. Em Linh rồi bắt đầu truyền phát. Rồi, nhấn vào bắt đầu truyền phát thì đây, ok. Bắt đầu truyền phát anh chị. Rồi, ở trên màn hình chính mình cũng bắt đầu tiến hành truyền phát luôn anh chị. Rồi, em chọn em Linh. Rồi, đang chờ kết nối thiết bị anh chị, đợi em xíu nha. Đó, đang chờ kết nối thiết bị. Đang chờ kết nối thiết bị. Đây, ở đây nó đã nhận rồi nè anh chị. Nhận pin điện thoại, nhận sóng rồi nè. Nhưng mà nó đang kết nối, do kết nối lần đầu thì nó sẽ hơi chậm anh chị. Anh chị đợi em xíu. Đang chờ kết nối thiết bị. Để em bắt chuyển phát lại coi. Chuyển phát màn hình. Đang chờ kết nối thiết bị. Có khả năng là do cổng cáp này nó bị lỏng anh chị. Rồi, ok, đúng rồi, do cổng cáp em bị lỏng anh chị. Rồi anh chị nhấn đồng ý nè. Đó, thì ở trên đây nó sẽ hiện lên anh chị. Đó, đây là cái ứng dụng tương phản màn hình, thì nó sẽ tương phản cái màn hình của cái điện thoại của mình lên trên cái màn hình chính của cái xe. Thì đối với cái kết nối này thì cái ưu điểm là mình sẽ sử dụng được tất cả các ứng dụng trên cái điện thoại mình truyền lên trên cái màn hình xe này, bao gồm cả Bluetooth. Đó em nhầm, bao gồm cả YouTube anh chị, bao gồm cả YouTube đây. Em vào YouTube cho anh chị mình xem nha. Nói em test thử. Cái mạng ở đây nó mạng mấy ngày nay nó hơi chậm anh chị, nên là em mở video nó hơi lắc. Nó nhấn vào tìm kiếm thì nó hơi lắc đây anh chị. Nó hơi lắc. Đó thì đây, mình có thể coi được những cái YouTube đây anh chị. Đó, coi được YouTube đây. Ví dụ như do mạng nó hơi lắc, ví dụ như là em mở một cái video này chẳng hạn. Rồi, thì nó sẽ là đứng, anh chị muốn coi full màn hình thì anh chị mình mở ngang thì màn hình ở trên đây nó sẽ full. Đó, đây là nó đang phát từ YouTube lên đây anh chị. Nhưng mà cái nhược điểm của cái kết nối này là khi mà anh chị mình tắt cái màn hình điện thoại nè thì đồng nghĩa trên đây nó sẽ tắt luôn. Nó mình phải sử dụng song song giữa cái điện thoại và cái này. Nó nhưng mà ưu điểm của nó là có thể sử dụng tất cả các ứng dụng bao gồm YouTube và có thể full màn hình luôn. Đó, thì đó là những cái kết nối rất là căn bản trên cái màn hình này, cũng như là hướng dẫn sử dụng chi tiết cái màn hình của Xpander. Anh chị mình sử dụng cái màn hình này mà có gặp rắc rối gì đó mà không hiểu hoặc là không kết nối được thì hãy liên hệ ngay cho em với góc số hotline trên góc màn hình để em có thể hỗ trợ anh chị mình thêm. Dạ, rồi anh chị mình ai đang có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ em luôn, luôn luôn có giá tốt và có xe sẵn giao ngay cho anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.